Mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem clip của Pháp Thái TV. Thì hôm nay mình có một chuyến đi ở xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, đến cơ sở của anh Hoàng Long. Có một cái vườn hoa mẫu đơn và mai vàng rất là nhiều cây, nhiều gốc, và nói chung là tàn tán thì rất là khủng luôn nha cô chú anh chị. Thì hôm nay mình có dịp đến đây để chia sẻ giao lưu với cô chú anh chị luôn. Thì những gốc này thì nó có giá trị rất là cao. Theo như anh chia sẻ thì toàn là những gốc này là giá đấu không nha cô chú anh chị. Tại vì một cái cây trang mà nó khủng như thế này rồi thì qua nhiều chủ sở hữu để mà có được cái cây này nha cô chú anh chị. Đó, thì hôm nay mình đến đây để mình quay, mình giao lưu chia sẻ luôn. Thì theo nhận được một cái lời mời của anh thì gốc Mỹ Hồng này dáng tàn rất là khủng, và hiện tại thì mình muốn chia sẻ cho cô chú anh chị xem những cái loại bông trang hiện tại rất là hot, nhưng mà có nhiều chủ phải đấu với nhau trên thị trường để có được sở hữu những cái gốc khủng như thế này. Đó, như một cái gốc Mỹ Hồng như thế này rất là, cái tàn rất là ok, và cái gốc thì hình quái như thế này. Thì mình chia sẻ ví dụ như cô chú anh chị nào có dịp đi huyện Tân Hưng đó thì đến đây ha. Đây cái tay của mình nè, đó gốc này rất là khủng nha, hoành gốc khoảng 50 nha cô chú anh chị. Đó, một cái thân nó lên thôi là mình nắm không giáp như thế này nè, và cái tàn, cái độ tàn thì gốc rất là khủng, chi cành xương tàn tự nhiên đó. Theo như những cái gốc này thì cái giá thì nó rất là cao, nên mình không có giá mình được anh mời đến đây để quay chia sẻ. Cô chú anh chị nào có nhu cầu thì thương lượng qua số điện thoại hay là tới vườn nha cô chú anh chị, mình xem tham khảo nha. Tàn tự nhiên, chi cành nó thì rất là mạnh luôn. Đó, tìm một cái cây đẹp mà cái dáng đẹp nó thì nó rất là khó nha. Vườn thì rất là nhiều, có thể là mình chia ra làm hai đoạn của clip mới được cô chú anh chị, phần 1 phần 2 để chia sẻ cho cô chú anh chị xem nha. Mình sẽ zoom máy lại và mình sẽ quay tổng thể cái vườn nha. Đây, đây là cái gốc thứ nhất, cái độ khủng của nó thì khỏi phải chê rồi, cái tán ngang nó 3m, chiều cao tầm khoảng 4-5m nha cô chú anh chị. Đó, gốc thì quá xa quái luôn. Rồi trong vườn thì còn có những cái gốc mai nữa nha cô chú anh chị, mai rất là nhiều luôn. Đó, đây mai vàng, mai vàng những cái gốc toàn là khủng bố không cô chú anh chị ơi. Đây, một được một cái dịp đi đây để mình chia sẻ giao lưu nha, cái là được lời mời của anh là chia sẻ giao lưu. Ồ, một cái gốc mai nè cô chú anh chị, thấy cái tay của mình ha, này nó lên tam tài mà nó lên muốn xù da luôn rồi. Cây này nó đang mới nuôi luôn, rất là ok luôn ha. Nè đó, bên kia một gốc nữa rất là khủng luôn, mai và mẫu đơn. Đó, do mình đi đứng lên trên mình bước xuống nó hơi giật cái giáo nha cô chú anh chị. Đây, những cái cây như thế này thì quá xá khủng luôn rồi. Đó, bầu cao quá mình leo lên không nổi, có dưa gan luôn. Dưa gan chín này, đây trái này chín này, mềm mềm. Cái gốc như thế này nè. Rồi tí xíu nữa mình sẽ vào mình quay chi tiết cho cô chú anh chị xem tổng thể nha. Đây, đây toàn thể cái khu vườn mai, mai vàng nha. Lên chậu như thế này thì thường chậu rồi, mà thường cây ở vườn của anh nó thì rất là khỏe, do về xử lý và được sang tay được nhiều chủ đó, nên cái cây qua nhiều đời xử lý nên nó rất là khỏe. Thường cây về đây thì thường là giặt rễ nha cô chú anh chị, xử lý lại nên cái độ khỏe thì như thế này nè. Gốc mai quá xá gốc mai luôn rồi. Đó, lên chi cành ha. Đây, một cái cây hồng phấn siêu bông, hồng phấn siêu bông. Đây hoa nè, cái tàn thì tự nhiên mà khỏi chỉnh sửa mà nó như một cây dù hoa, đế thì quái luôn. Đây đế tứ diện nha, đế nôm nha cô chú anh chị, rễ ra rất là khỏe. Đó, hiện tại cây ở chỗ anh thì rất là ok, rất là khỏe, hoành tay như thế này tầm khoảng trên 30 nha cô chú anh chị. Đó, trên 30. Đó, một cái gốc rất là khỏe luôn, đế tứ diện luôn. Đây, hồng phấn siêu bông, đế quái luôn, đế nó nơm ra tới ngoài này nè. Tại vì do anh đắp lên những cái sơ dừa này cho cây rễ nó khỏe, dạo này nó rất là nắng nha. Đây, tàn tán chi cành nó thì rất là ok.
Cái này là clip do Pháp Thái TV quay tự do cái lời mời của anh là mình chia sẻ để cô chú anh chị có dịp có cái cơ hội ngắm xem cái clip của mình quay. Còn nếu như cô chú anh chị nào mà thiện chí thì có thể liên hệ qua anh rồi tới vườn xem ưng ý góc nào thì mình thương lượng giá cả nha cô chú anh chị. Tại vì do cây nó rất là giá trị nên mình không thể nào báo giá được. Đó, đây những cái clip nào mà Pháp Thái TV làm báo giá cho cô chú anh chị xem á, là cái đó là có mã số, còn này là mình quay tự do mình chia sẻ vườn. Đó, được cái lời mời của anh Sáng ha. Đây một cái cây nguyệt quế mà cái dáng như thế này văn nhân đó, rất là ok luôn, quá xá đẹp luôn cô chú chị ơi. Đây đế nè, đế ở dưới thì bao đẹp luôn đó, chưa có khai thác lên nha, để cũ dưới tại vì do đắp phân lên đặng cho cây nó tươi á, có một cái đuôi luôn đó, mai vàng. Rồi đây là cái gốc Mỹ Hồng, cái tàn thì đã chỉnh sửa mà như một cái nón xòe Mỹ Hồng thuần chậu, rồi cái hoa nó như thế này nè, rất là đẹp ha. Đây cây của vườn của anh đó thì cô bác anh chị ngồi ở xa ha, nhìn lại thì thấy cái cây nó rất là nhỏ, nhưng mà mình bước lại gần một cái cây này thì cái độ khủng của nó khỏi phải chê rồi. Cây này tàn ngang là tầm khoảng 2m, trên 2m. Đó, thấy nó nhỏ nhỏ vậy chứ cây một cốt, nhưng mà khui xuống dưới thì cái đế nó chà bá luôn cô chú anh chị ơi. Đây nè, do anh đắp phân á, đắp phân lên nè, nè. Để ở dưới rồi mình moi lên nè. Đây, củ dưới nó nở ra tới đây và rễ nó đường trắng hết trơn nè. Đó, nên cây ở vườn của anh thì bao đẹp luôn. Đây. Quá xá luôn rồi, cái tàn thì phơm tàn rất là tròn. Đó, mai vàng. Và tí xíu nữa mình sẽ quay cho cô chú anh chị xem một cái góc giấy Mỹ nguyên green, tàn green luôn. Củ đế thì quá xá luôn. Rồi cái cây này thì Mỹ Hồng. Đó. Mỹ Hồng. Đó. Đây nè. Mỹ Hồng như thế này nè. Hoa rất là tươi và nó rất là thơm nha cô chú anh chị. Hoa Mỹ Hồng cũng thơm nha. Đó. Cây này lên một cái chậu giả đồng, sơ được sơn đồng á. Đây những cây này thì cái đế nha cô chú anh chị thấy không, người ta đã xử lý lại hết rồi thì tàn tán chi cành á, thì cây này nó dính một cốt nhưng mà lên hai thân chia ra một cái thế lắc ha. Đây mình sẽ quay tổng thể cái gốc cho cô chú anh chị xem. Đó ok luôn. Đây nè, cái đế ở dưới cái gốc này tầm khoảng 40 á, tầm khoảng 40 nha cô chú anh chị. Tay mình hai tay mà không giáp là tầm khoảng 40 á. Đây cái thân nè, lên vô dây chia cành thì thường Mỹ Hồng á đem về á mình xử lý một thời gian nó thuần chậu rồi nó mới phát, nó mới mạnh nha cô chú anh chị. Đây cái cây này thuần chậu rồi như vậy chọi nó lên nè, rất là ok luôn nè, búp lên nè. Đặc biệt Mỹ Hồng mà lên chậu rồi cái độ hoa của nó rất là nhiều, sai hoa. Đây mai vàng thì thôi, gốc nào gốc nấy khỏi nói luôn nè, cây này lên xù luôn nè, cái bệ đế của gốc mai nè. À, quá xá luôn rồi. Đây lên xù mà có một cái chỗ này nở ra nè ha. Cây này thì về cô bác các chị vô dây lại ha, cây này vô dây là đạt một cái đỉnh luôn. Đó. Quá tuyệt vời. Đây mai vàng. Đó. Cây một cốt mà thoát thân lên tầm khoảng 6-7 tấc. Đó, chia cành ra. Cái củ đế dưới nè. Đó. Tàn tán như thế này nè, khỏi sữa mà nó thành một cái cây thông. Rồi, kế bên nó cũng có một cái cây nguyệt quế, hoa nở rộ hết và rất là tươi luôn. Đó. Trời thì hôm nay hừng sáng đã có mưa rất là nhiều nên mình cũng sắp xếp lịch để đến đây để mà chia sẻ cái vườn của anh Sáng cho cô chú anh chị xem. Đây Hoàng Long, cơ sở bán thịt Hoàng Long. Đó gốc Mỹ Hồng mà cái nguyệt quế mà nó nở đặc hoa rụng như thế này mà cái dáng thì rất ok luôn, một cốt nè, rễ nó chồm ra tới đây nè. Mỹ Hồng nguyệt quế, mình quay Mỹ Hồng nói lộn Mỹ Hồng hoài cô chú anh chị. Đó cái tàn nè cô chú anh chị thấy thăm thẳm không. Và một cái gốc giấy Mỹ mà nó có một cái tàn giống như một cái nón xòe
đó, giống như một cây dù. Đây, những gốc giấy Mỹ mà có cái độ khủng như thế này thì cũng rất là hiếm nha cô chú anh chị. Thường anh em chia sẻ thì mình thấy cũng có những gốc khủng, nhưng mà mình đã hôm nay mình bắt gặp một cái gốc giấy Mỹ mà nó khủng khiếp như thế này thì phải nói là cực kỳ đẳng cấp nha. Một cốt mà nó lên nó chia ra như thế này nè, đó, quá xá luôn rồi. Mình sẽ quay tổng thể cái đế cho cô chú anh chị xem. Giấy Mỹ nở ra cái màu tím rất là tuyệt vời nha. Nè, thường đắp những cái xe dừa cho nó ẩm, cho nó giữ ẩm gốc cho nó phát á. Nè, tàn tán tự nhiên mà nó lên chi cành như thế này nè. Đó, cái cây này nó chưa, nó tàn một đợt hoa rồi, mà phải mà còn hoa nữa thì không có vấn đề gì. Thì theo được cái sự mời của anh là tầm khoảng một tháng rưỡi nữa, khi mà anh xử lý xong cái vườn này mình sẽ trở lại quay một chuyến nữa nha cô chú anh chị. Một cái gốc Mỹ Hồng tiếp theo nữa cũng rất là khủng luôn. Đang một cái đà sung nha cô chú anh chị, đang phát rất là tốt. Này, trời non nè, hoa nó nở ra rất là nhiều. Và thường cây của anh tầm một cốt không à, nó chia cái tàn ra rất là dữ luôn. Mỹ Hồng nó nở cái bông ra đúng chuẩn của nó rồi, nó đậm lên như vậy nè. Hoa tơ thì nó hồng hồng như vậy đó, nó đậm lên. Đây, cây một cốt thừng trên một cái chậu như thế này, rễ ra cám hết. Quả neo này tầm khoảng 30 nha cô chú anh chị, 30 trên 30. Đó, đế nó chảy ra nè, cây rất là khỏe. Một cốt cái này thoát thân lên tầm phân tất, cái nó chia cành ra. Cái tàn thì khỏi chê rồi, vườn của anh nuôi cái tàn rất là mịn. Nó vô dây thành phẩm, tàn rất là mịn nha. Đây, đây, quay tổng thể. Xa xa đằng kia là cái gốc Mỹ Hồng rất là khủng luôn. Đó, mà con thấy không? Mình đứng ở đây thôi, mình quay như thế này thôi là cái gốc Mỹ Hồng nè. Rồi, đây, đây là tổng thể khu vườn của anh nha. Mình sẽ đi vào bờ bên kia để mình chia sẻ tiếp một cái khu vườn rất là nhiều gốc. Đây, trước mặt cô chú chị là một cái gốc mai, mai vàng. Cái đế thì rất là khủng luôn, thừng trên một cái bồn. Đế thì như vậy nè, 24 giờ luôn, rất là ok ha. Một cốt nó lên xù. Cây này cũng đang nuôi trong cái tình trạng rất là khỏe nha. Đây, lá tuột tơ nó ra nè, mai vàng. Vườn của anh rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đây, thì theo như mình có dịp đến đây thì cũng có một cái vài cây Mỹ Hồng nó đang bung lụa, và có những cây thì anh đang mới vô dây, mới vô dây, mới dưỡng lại nên trời nó mới phúng ra thôi. Cái những cái cây này thì tầm khoảng trên một tháng nữa thì bà con sẽ xem, sẽ thấy biết như thế nào ha. Mỹ Hồng nè, tới chừng mà nó đạt được một cái đỉnh gộ hoa rồi thì chịu không nổi luôn. Thấy thường á, mình ở xa mình thấy cái gốc của anh á, thì nó nhỏ trên này ha, nhưng mà do anh tủ lại như vậy nè nó nên thấy nó gọn, chứ mình lại gần là cái đế ở dưới nó vậy nè. Cái tàn á, thì thành phẩm mà đạt một cái độ xương rất là mịn đó, vậy đó. Đó, như cái cây này ha. Đây, tàn tán á, thì bà con thấy trước mặt nè, đó, Mỹ Hồng bao đẹp luôn. Đây, như thế này thì cái vườn rất là nhiều nên mình phải chia làm hai phần, phần 1 và phần 2. Bà con mình phát cái phần 1, bà con nhớ đếm đón theo dõi cái phần 2 nha. Tại vì cái vườn rất là nhiều, cái độ phát video thì dài thì bà con xem nó sẽ nhàm chán, nên mình chia làm hai giai đoạn, phần 1 và phần 2 sẽ công chiếu cho bà con xem ha, để tham khảo. Đây, như gốc này, đây là nó thoát thân lên tầm khoảng một tấc đi. Mình một tấc thôi, chia làm hai thân, chia cành vô dây như thế này nè. Và cái đế ở dưới này thì nó cuộn nè, nó nở. Đó, đây, rễ cám nó ra rất là sung nè. Đó, do đắp những cái này lại nè, thì cái hoành gốc của này khoảng tầm khoảng trên 30 luôn nha. Cũ như này nè, rất là nhiều luôn. Mình quay đại diện đại khái những cái gốc nào mà đẹp đỉnh cho bà con, chia sẻ cho bà con xem. Đó, quá xá. Đây, như cây này thì cũng đang thuần, và trước mặt là một cái cây nó đang rực rỡ và cái phơm tàn rất mịn luôn nè. Phơm tàn là con thấy tròn như trái banh hoa nè. Cây này già hoa nên hoa nó rất là đậm nè. Đây,
Trong đây là một cái gốc. Đây, rễ nó ra khỏe trắng vậy nè. Hoành eo này tầm khoảng 35 nha cô chú anh chị, chia làm hai thân, mỗi thân tầm khoảng 22. Đó, đây nè. Thân chia cành lên vô dây rất là đỉnh luôn. Tàn cây này bề ngang cũng rất là khủng luôn, bề ngang tầm khoảng 4 m, cao tầm khoảng 4,5 m nha cô chú anh chị. Đây, phơm tàn nè. Đó. Vườn rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đó, đây nè. Quay sơ lược những cái gốc đang bung lụa cho bà con xem. Thì khi mà cái đợt thứ hai mà nó ra hoa ở vườn đó thì mình sẽ chia sẻ tiếp. Đó, bà con thấy không, thăm thẳm cái vườn tuốt bên kia nữa kìa. Đó, tuốt bên kia ha. Đây, những cái gốc này thấy nó vậy chứ nó rất là khỏe. Trời, non nó ra nè, hoa nè. Đấy, một cốt thoát thân lên tầm khoảng 1 tấc luôn. Và cái hoành eo này theo như mình hào tay là tầm khoảng 40, gần 40. Đây, cái đế nó chảy nè. Cái này khui xuống là cái đế nó 24 giờ luôn, giống như đế mai luôn nè. Đây bên đây có con cọng nữa, bà con thấy không? Cái đế nó rất là khỏe nên không dám khui nhiều. Đây. Đế 24 giờ luôn, quay đằng xa bà con sẽ thấy cái hình dung ha. À, cây này nữa, cây này mà tới chừng nó sung lên cũng chịu không nổi với nó luôn. Rất là ok. Mình sẽ quay chi tiết từng gốc, bà con nếu như thích thì có thể đón xem cái phần 1 phát vào ngày hôm ngay lúc này thì mình sẽ chia sẻ những gốc này, và phần 2 thì chia sẻ những cái gốc tiếp theo ở dưới. Đây, hoa nó như thế này tồi rồi, quá xá luôn bà con ơi. Đây nè, cái này cái gốc này tầm khoảng 45 hoành. Đây là cái vết cắt của cái rễ treo và hiện tại nó đang kéo nhựa nè, kéo nhựa ha. Đế này thì khỏi phải chê rồi nè, 24 giờ luôn. Đây này, thoát thân lên tầm khoảng tắc, nó đóng làm hai thân nha, dưới ra vậy nè. Thường Mỹ Hồng cổ là bà con sẽ thấy là cái độ già nua của nó rồi, nó hoa, nó siêu hoa luôn, khó chịu lắm. Đây, tàn như cái nón rồi đó. Những cái gốc này thì bà con sẽ thấy vườn đây, như gốc mai đồ sộ hồi trước đó ha. À, gốc bên đó thì quá trời luôn. Đây, nguyên cái khu vườn. Đây là những cái gốc này thì mình chưa vô dây thì mình chưa nói đi. Đây, những gốc này Mỹ Hồng mà ra cái tàn nón như thế này thì bà con sẽ thấy quá xá luôn rồi. Nào, nếu như bà con cô bác nào có điều kiện yêu thích thì có thể đến vườn của anh để xem và có thể giao lưu mà mình tham quan luôn. Đây, như đế này nó nguyên một cái nồi, hoành này tầm khoảng 30. À, nguyên một cái nồi đế ha. Một cái cây mà thần chậu như thế này thì phải nói là tuyệt. Nó chia ra một thoát thân khoảng 1 tấc, nó chia cành ra. Đó, đây tứ quý ha, chia ra 4 nhánh tứ quý, đóng chia cành xương rất là đều luôn. Đây, anh vô dây thành phẩm rồi. Nuôi một cái cây như vậy, cái khâu chăm sóc thì phải nói là phải tốn một cái thời gian, nó cây nó mới được như vậy nha cô chú chị. Tại vì khi mà mình bứng về từ nhà vườn á, đó, mình phải thần chậu, mình phải vô phân, mình phải chăm sóc nữa. Tàn tán à. Mấy cây Mỹ Hồng này thì cũng rất là khủng luôn. Và hiện tại thì anh đang thuần, anh đang nuôi lại. Như cây này chưa vô dây mà nó một cốt mà. Đây, đế dưới nè. Đó, cây này tầm khoảng 30 hoành luôn, trên 30. Mình chỉ đo hào hào cái tay thôi, nó không chính xác nữa. Một cái bụi vàng lá trung và cái tàn tán thì rất là ok luôn ha. À, chim làm tổ luôn trên một cái cây luôn. Ta thường nói đất lành chim đậu á. Đây, tổ chim làm tổ trên đó kìa, vàng lá trung. Đây, cái này là nguyên bể dưới bà con ơi, nó liền cũ luôn nhưng mà mình không có khai thác được, mình không có khui ra được, để cho nó nguyên vậy cho nó khỏe đi. À, đây Mỹ Hồng. Mỹ Hồng cây này thì cũng mới được úm lại thôi. À, nó đang có hoa mà đang lên chồi như vậy thì Mỹ Hồng mà nó chịu bắt rồi thì bà con sẽ thấy ha. Nè, một cây trang sen trước mặt ha, chiều cao thì khỏi chê rồi. Đó, bên kia chút xíu qua quay cái góc Mỹ Hồng bên kia cho bà con xem. Nè,
trang sen. Cái này nó liền nguyên một củ ha, liền nguyên một bệ. Nó chia lên được cũng 5 thân ngũ phúc. Đó. Trang sen nha, sen sen xưa á cô chú anh chị. Góc như thế này mà nếu như mà mình vô dây á, thì phải nói là còn đẳng cấp lên nữa. Tại vì anh đang nuôi chưa vô dây. Ai da, do lùng quá lấy dối không tới cái hoa cô chú anh chị ơi. Đây. Cái hoa của trang sen nè. Cánh hoa nó tròn, nhìn giống như hoa giả. À, cây vàng pháp trước mặt ha, tí xíu nữa mình sẽ quay. Rồi đây, một cây mỹ hồng. Mỹ hồng như thế này mà không mê sao được, nó thừng trên một cái chậu nhưng mà hoa nó nè. Nó phủ nguyên một cái màu hồng ở xa. Thấy cái gốc gọn gọn vậy chứ nồi đế nè. Nồi đế rất là ok luôn. Đó. Quạnh cây này tầm khoảng 20. 20 cô chú anh chị, đế dưới nở nè. Thất thân lên tầm phân tích, nói chung là cây đẳng cấp, cây đẹp không à. Đây hoa nè, vàng xương tàn chi cành. Đó, mọi chi tiết thì cứ liên hệ qua số điện thoại của anh ha, mình sẽ để ở dưới cái phần cuối clip trong cái màn hình đó. Bà con sẽ xem rồi có gì liên hệ chỗ anh nha bà con. Mình có nhiệm vụ là gửi tới cho bà con xem tham khảo. Đây đế nó ngoằn mèo giống như đế mai luôn, cái gốc mỹ hồng rất là tuyệt luôn. Đây mình quay xa nè. Tiếp theo bên này cũng còn đó nghe cô chú anh chị, rất là nhiều luôn. Đây mỹ hồng thường một cốt và cái tàn thì để tự nhiên cũng có và vô dây thành phẩm cũng có luôn. Nè đế nè, rễ nó ra thừng chậu rồi rễ nó ra như thế này nè, khỏe rồi ha, lên hai thân. Quạnh eo này cũng tầm khoảng trên 20 hai mấy á. Đó, hoa như thế này. Trước mặt cô chú chị đó là một cái cây trang vàng lá trung. Siêu hoa luôn, lọt nguyên một cái màu vàng. Phải nói ngọt, ngọt ngay luôn. Đây, hoa đó nè. Phủ nguyên một cái màu. Thì cây này một cốt, thoát thân cũng tầm khoảng 5 tấc. Đây, đế dưới nè, một cốt nè. Quạnh này tầm khoảng 20. Đế dưới cũ nở chà bá luôn mà con ơi. Đây nè, chảy đế ra ha. Cây này rất là đẳng cấp luôn. Đó. Đây nè, cũ nó ra tới đây khoảng nửa gan, khoảng một tấc là cái nồi nó còn ra tới đây nè. Do cây này anh đang thuần lợi nên tược tơ lên nè. Nguyên cái bệ đế dưới quá xá cái bệ đế luôn rồi. Nè, rễ ra trắng hết trơn. Cây một cốt mà dáng trực thẳng đứng như thế này thì quá trời luôn rồi. Đây nè, hoa nè. Đó, cô chú anh chị thấy mình sẽ đưa máy lên mình chiếu cho cô chú anh chị xem cái tàn nó mịn. Tàn tự nhiên mà nó nhịn mịn mà hoa nó ngọt như thế này nè. Phải nói một cái cây đẳng cấp ha. Đó, mọi chi tiết thì liên hệ chỗ anh nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo đó là một cái cây đỏ ta. Đỏ ta, cây một cốt mà nó già. Anh đang lợp thành một cái tàn nón như thế này nè. Nhìn nó rất là mịn. Thì cây này thoát thân tầm khoảng 7 tấc. À, nó lên cái dáng lắc lượng ha, quyển chuyển ha. Đây cái đế ở dưới thì cũng chưa có khai thác luôn, anh phủ lại đây. Mình không có khai thác, mình không có khui ra nè. Cũ ở dưới thì cái cây này với cây vàng lá trung bên kia là nó một cặp nha cô chú chị. Cây này mà nó nở hoa lên thì cũng khó chịu với nó lắm ạ. Nè, cái phơm tàn và hiện tại bây giờ nó hướng lên mà ngọt như thế này nè. Rồi bên đây là một cái cây mỹ hồng mới vô dây, một cái tàn nón tiếp theo. Những cái cây này mà nó nở hoa rực rỡ thì khỏi phải chê rồi, phải say đắm với nó luôn. Đây à, này một cốt nhưng mà chia làm 3 thân luôn cô chú anh chị ơi. Cây á, thường ở anh á về qua nhiều người sở hữu rồi, về tới tay anh á là đã xử lý được vũ bầu và được nuôi lại như thế này, thì bà con thấy cây nó lúc lắc như vậy nè, nó không còn bầu đất nữa, là do bám phân á nên nó bị lỏng hơn so với bầu đất. Mà thường cây mà về không xử lý còn lại cái bầu đất á thì sau này nó sẽ bị nghẹt ở trong này nè, trong cái bầu đất nó chai, tại vì mình trồng ở dưới đất á nên nó lên chậu á, thì nó không có được khỏe như mình đã xử lý. Mà những cô chú anh chị nào mà thường cái tay nghề hơi cứng á, biết cách xử lý á, thì thường là giặt bầu nhiều hơn nha. Đó đây, cây nó xì như vậy chứ thấy nó cũ cũ vậy chứ không phải vậy nha cô chú anh chị, tại vì cái lá nó già, nó đang lên một cái đợt mầm hoa nè. Đó rồi tiếp theo một cái cây vàng pháp. Vàng pháp thì cái tàn cô chú anh chị thấy ha, nó rất là mịn và hoa nó rất là ngọt luôn. Đây đó, cái
tàn thì giống như cây nó cái nón luôn, tròn như trái banh. Cái này tròn như trái banh chứ không phải như nón, nón phải có cái đỉnh điểm ở trên ha. Đây, vàng pháp. Cái này gốc này thì trời ơi, quá xá cái đế luôn rồi cô chú anh chị ơi. Nè, cộng đế nó chảy nè. Cây thì thần chậu ghế nó ra như thế này là cô chú anh chị biết cái cây nó độ khỏe rồi. Đây ghế nó đường ra vậy nè. Toàn là những cây đẳng cấp không? Mình hạo mạo phạm mình lấy ba cái phân này ra tủ lại để mình chia sẻ này, nó lên tam tài nó liền nguyên một củ dưới này. Cây rất là nâng cây nha. Rồi mình lắp lại đi. Kỳ quá. Do háo thắng khui lên cho cô chú anh chị xem cái bộ đế nó như thế nào để cô chú anh chị xem có lọt vô mắt xanh cái gốc nào không để đến vườn mình chia sẻ giao lưu với anh. Đây, tàn tán như thế này. Hoa rất là mạnh luôn. Rồi tiếp theo đó là một cái gốc Mỹ cam. Gốc Mỹ cam mà nó lên màu như thế này nè. Tàn chi cành rất là mịn luôn. Thường Mỹ cam bụi nhiều nha cô chú anh chị. Mình tìm một cái cây mà một cốt mà thốt thân cao thì nó rất là hiếm nha. Đây, hoa nó lên chịu không nổi luôn. Tàn xương tàn thì rất là mịn này. Nè. Hoa Mỹ cam chịu không nổi với em luôn. Đây. Đó. Đây, mình sẽ cho cô chú anh chị. Thường á, Mỹ cam á, khi mà trồng á, là những cái rễ nó nhảy con lên như thế này nè cô chú anh chị thấy không? Bởi vậy á, sang người dân người ta trồng thường người ta bỏ, người ta không có nhấp. Còn mình nuôi, mình thần chậu rồi mình nhấp những cái này. Nên cái cốt sạch nó thoáng, nó sạch, nó không có lùm. Đây, cái bệ đế nó qua tới này nè. Thì cây Mỹ cam này cái quành neo tầm khoảng 18 tới 19. Lên đây nó nở củ, nó nở cái thân này. Và nó thoát thân lên đây tầm khoảng 7-6 tấc, không tới 7 tấc, 6 tấc. Đó, xương chi cành nè. Những cái tược, những cái chồi ở trong nó cũng có hoa luôn. Đây, hoa Mỹ cam. Hoa hậu Mỹ cam, thường anh em đặt vậy. Đây, chồi búp nó trong thân nè. Đó, chi cành nè. Mỹ cam thì cái độ hoa của nó thì khỏi phải chê. Đó. Còn thấy ha. Mình sẽ quay dòng một cái cây Mỹ cam, tại vì Mỹ cam thường rất là đẹp, rực rỡ hoa. Cây này thì xương nó đặc so với cây thôi, chứ cái độ phân bố của những cái này thì mới nuôi lại thôi. Như cái cây này chừng nữa sau này về những cái nách này nè, nách trên này nè, là nó đâm chồi, nó nảy chồi ra là đặt cái tàn thì bà con sẽ thấy cái độ kết cấu hoa và cây nó đặt lại là rất là ok. Đây, vô dây á, thường nó tức ra mầm ra chồi trong những cái nhánh như thế nè, những cái nách này nè, là sau này nó sẽ đặt, nó đặt nó không còn trống, không còn hở nữa, nên một cái cây thành phẩm rồi, nó khác với cái cây mà mình đang nuôi ha. Đó. Rồi thì nãy giờ mình chia sẻ cái đây là cái khu vườn bên đây là phần 1, rồi mình sẽ tiếp tục cái khu vườn bên kia là cái phần 2 cho cô chú chị xem. Do cái clip này nó quá dài nên mình sẽ ngưng tại đây và mình sẽ tiếp tục cái phần 2 bên đó. Thì cô chú anh chị nhớ đón theo dõi nha cô chú anh chị. Clip của mình phát sóng ha. Rồi xin kính chào và chúc cho cô chú anh chị có một cái clip xem để tham khảo ha. Rồi nếu như có yêu thích đó thì cứ không có cách trở địa lý xa thì cô chú anh chị có thể đến tại vườn ở xã Vĩnh Đại, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An nha cô chú anh chị. Rồi xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào một cái clip tiếp theo nha.